Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 16 tháng 2 trên kênh VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh dồn xuống phía Nam, làm đẩy rãnh thấp nên mưa sẽ giảm nhanh. Do vậy mà tình trạng tiết trời âm u, mưa nhiều và nồm ẩm sẽ không còn tồn tại tại khu vực này. Tuy nhiên, do nằm sâu dần trong khối không khí lạnh bản chất là khô, có cường độ mạnh nên từ ngày mai trời khô ráo hơn nhưng nhiệt độ thì giảm thấp. Cao nhất trong ngày 17-18 dao động trong ngưỡng 17 cho đến 20 độ. Thấp nhất về đêm là khoảng từ 10 đến 13 độ, vùng núi thì có nơi nhiệt độ thấp hơn. Không khí lạnh sẽ có khả năng gây ra rét đậm xuất hiện ở nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ trong 2 ngày 17 và 18. Từ ngày 19 tháng 2 trở đi, mức độ rét sẽ giảm với mức nhiệt cao nhất là từ 17 đến 20 độ phía Đông và từ 18 đến 21 độ tại phần phía Tây Bắc Bộ. Riêng khu vực Tây Bắc thì có nơi cao hơn. Với các tỉnh miền Trung, cùng với quá trình khối không khí lạnh tăng cường dồn xuống phía Nam, nên trong hôm nay, mưa dông xuất hiện ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, sang ngày mai, với quá trình không khí lạnh dồn mạnh xuống phía Nam, sẽ làm cho khu vực Bắc Trung Bộ dần nằm sâu vào khối khí lạnh khô, nên mưa sẽ giảm xuống vài nơi. Đồng thời, mưa sẽ lan dần vào các tỉnh phía Nam của khu vực miền Trung. Khả năng là mưa sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa. Tuy đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày, nhưng cường độ mưa thì không lớn. Nhiệt độ sẽ giảm mạnh tại khu vực Bắc Trung Bộ nên có khả năng xuất hiện rét đậm trong ngày 17 và 18. Nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa nhiệt cao hơn từ 20 đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam, Ninh Thuận và Bình Thuận nằm xa khối không khí lạnh nên trời phổ biến là ít mưa. Chỉ có mưa rào xuất hiện cục bộ vài nơi. Trong ngày vẫn xuất hiện những khoảng nắng với nhiệt độ cao nhất ngày 19 đạt ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Với sự khuếch tán xuống của không khí lạnh cũng sẽ gây giảm nhiệt cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở Tây Nguyên khả năng sẽ giảm nhiệt nhiều hơn cùng với điều kiện địa hình nơi đây, nên nhiệt độ về đêm thì giảm xuống ngưỡng thấp từ 16 đến 20 độ nên trời rét về đêm và sáng. Ở Nam Bộ trời se lạnh với mức nhiệt là từ 21 đến 25 độ. Ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 27 đến 31 độ và Nam Bộ là từ 30 đến 34 độ. Phần tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm trong ngày 17 và 18, sau đó mức độ rét giảm dần. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới là từ 17 cho đến 20 độ, sang đến ngày 19 nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa vài nơi, trời rét đậm trong ngày 17 và ngày 18, sau đó mức độ rét sẽ giảm dần. Nhiệt độ trong 2 ngày tới là từ 16 đến 19 độ. Đến ngày 19, nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến từ 17 đến 20 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 17 đến ngày 19, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào. Phía Bắc trời rét đậm trong ngày 17 và ngày 18, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Sau đó mức nhiệt rét sẽ giảm dần và cao nhất ngày 19, dao động từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, phía Bắc có mưa rào, phía Nam có mưa rào vài nơi, với nhiệt độ tăng dần mỗi ngày. Ngày 17 từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ. Ngày 18 từ 21 đến 24 độ, phía Nam cao hơn là từ 26 đến 29 độ. Sang ngày 19, nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ, còn phần phía Nam đạt ngưỡng 27 đến 30 độ. Tây Nguyên 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ ban trưa sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới đêm không mưa, ngày nắng, mức nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều dao động từ 30 đến 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, trời rét đậm trong ngày 17 và ngày 18, sau đó mức độ rét giảm dần. Nhiệt độ trong 2 ngày tới là từ 16 đến 19 độ. Đến ngày 19, nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến từ 17 đến 20 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong khi đó, với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây thì có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Mọi hoạt động hàng hải và các ngư dân đánh bắt cá cần chú ý đề phòng. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.